Đức Quan Âm ngoái thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh Ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm Ngài liền quan quan thế âm cứ cò đò sanh ai nếu ai có một niệm lành vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua trang diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật lòng từ bi chân chất đáng ghê tuổi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy bàn ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bế ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ miền Nam hải núi Phò Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh có chẳng nài công phu ê nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò
mắt nàng ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho an. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời an. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấng Phạm Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Nghiêm ba kỳ cân dương cùng tan thoáng, kịp không cùng tầm. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bằng. Bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm thanh lệ Nam mô tận hư không biên phạm giới quả hiện vị lai tâm phương chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Liều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai thắng Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sơ lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng
tinh đài hải chúng bồ tát. Phần bảo ngài vô tận ý Bồ Tát Thiện Nam Tự, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu khang sự khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này mộng lòng xứng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải quán, có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đành. Do vì xứng ngoài thân của Bồ Tát này, vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi, xứng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng vì tìm căn cứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư, mà nào sáng ngô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bao thổi ghê thuyền của kẻ trôi, tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người đó đều đang qua coi làn quỷ là tám, do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gây của người kia cầm liên gãy từng
cung mà đặng thoát khỏi nếu quy giả qua cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người chứng danh này hiểu quán thế âm Bồ Tát thời khang quỷ dữ đó còn không có thế dùng mà mắng dữ mà nhìn người uống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội hoặc không tội không cần tiền kinh trói buộc nơi thân chứng danh hiệu quán thế âm Bồ Tát thầy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi nếu kẻ oán tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chúa dân đoàn người buôn đêm theo nhiều bùa báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ rằng can ông phải nên một lòng chứng danh nhiều quán thế âm Bồ Tát vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh nếu các ông chứng danh hiệu ngài tài thế đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm Bồ Tát vì chứng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y quán thế âm đại Bồ Tát có chân ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân hờn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý quán thế âm Bồ Tát có những chứng ngoài tầm rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến con trai lễ lại cũng dường quán thế âm Bồ Tát liền chẳng con trai phương đừng trì huệ. Dạ chữ muôn cầu con gái mẹ tránh con gái cô tướng xinh đẹp chứ đa trồng còi phương đứng mọi người đều kính mến vô tận y quán thế âm Bồ Tát có sớm hoài thần như. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại quan thế âm Bồ Tát thời vừa đứng chẳng luôn mất cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu quan thế âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người tỏ trì danh từ cuộc 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cũng dường đồ ăn uống y cũng dường nằm thua phan y ông nghĩ sao. Công năng của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận này thưa bằng thế tôn rất nhiều phần dài. Nếu lại có người tỏ trì danh hiệu quán thế âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khá trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận vô tận ý tỏ trì danh hiệu quán thế âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phương đứng lại như thế ngài Bồ Tát. Bồ Tát bằng phần rằng thế
được hóa thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật, vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đặng được hóa Bồ Tát liền hiện thân duyên giác, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn. Đặng được hóa Bồ Tát liền hiện thân thanh văn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương. Đặng đổ thoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân. Đặng đổ thoa Bồ Tát liền hiện thân đế thân, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên. Đặng đổ thoa Bồ Tát liền tài thiện, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thì ra môn. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân thì ra môn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân trương gia, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân tế quan, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân vô lượng của trưởng giả cư sĩ Tế Quan Bà La Môn. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng và cho càng thẳng. Bà A Tu La Ca Lầu La Thân Na La Ma Hồ La Già Nhân cùng Phi Nhân. Đặng đổ thoáng Bồ Tát liền đều hiện thân mà, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang. Đặng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp vô tận ni Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình vào đi trong các cõi nương để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng cấm xa sanh, hãy ban cho sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý. Ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần đằng Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ, đem cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: xin ngài nhân chuối ngọc trăm bảo pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc
quan bao ngày quán cái âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng ở trời rồng. Và có càng tháng ba tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó trong thời quan thế âm Bồ Tát thương hàng thế chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó chia làm hai phần một phần Thích Ca Mâu Ni Phật một phần dâng vào tha của Đức Phật Đa Bảo vô tầng y quán thế âm Bồ Tát có sinh ngoài thần từ tài như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài vô tầng y Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng thế tôn đủ thương tô con phần tự nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt nói kề đạt vô tầng ông nghe hành Quán Âm kêu ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài rô rớn hầm lửa lớn do chân niềm quán âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do chân niềm quán âm trong mọi chẳng chìm đằng ngầm ở chốn tu di bị người châu rơi xuống do chân niềm quán âm như bằng nhật treo không hoan bị người giữ được ra khuôn núi kim cang do chân niềm quán âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gầm oán tận vây đều cầm nhau làm hài do chân niệm quán âm đeo liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chén do chân niệm quán âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xuyên tính tay chân bị gông cầm do chân niệm quán âm tháo ra đàn hoa khói nguyện rủa cán cuốn độc muôn hại đến thân đó do chân niệm quán âm trở hài nơi bổn nhớ hoàng gặp la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do chân niệm quán âm liền đều không dám hai hoàng thu giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ do chân niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do chân niệm quán âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ thiên đăng tuôn da khói mưa lớn do chân niệm quán âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tầng quán âm xứng chi nhiều hay cứu khổ thế gian đầy đủ thân thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh sanh già bình chán khổ lần đều khiến dân an chân quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân huệ nhận phá cán tối hay phùng tai gió lửa căm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ diệu đường mây khói mưa phàm càng lồ dứt trừ nửa phiền não
Ngài kiền qua cho quan trong quân trận sẽ thành do chứng niệm quan âm cử oán đều lui tan nhiều âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chán hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức mong lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên bây giờ ai chỉ địa bồ tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến chưa bánh phẩm rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm bồ tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền chứng thần hôm nay thời phải biết công đức của người đó chẳng yếm lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quán thế âm bồ tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà
đắng Nam mô chú già tuần vô tôn hải quán âm Như Lai thề diệt tam đồ nguyện. Nam mô vọng âm nhân cần lễ bái quán âm Như Lai già tòa dài thoáng Nam mô Tào Pháp Thuyền Vô Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phán Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tầm Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Thầm Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hại Phiếm Từ Phong Phổ Thế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Quyết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thinh Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trăng Lào Lào Môn Thánh
bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm. Vần tâm ấy lần trang sáng suốt cõi bờ kia, một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay. Công thành quả chứng có bài đính đáng, hàng Bồ Tát danh quang tự tại. Khi tham tiền Bồ Ngài đến trong, mà thầm vào trí huệ mơ thông. Rồi thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tâm cả không chi khổ ách. Trong thực tâm hiền cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, mà ấy sắc tương cùng đồng không tương. Không tương y như tường sẵn kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sáng tướng nhân ông tạm đó. Cao pháp kia tưởng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng than. Cơ ấy lên cõi trên không giới, thế nào là vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, bi hoàn toàn thân giới cũng không. Tánh không sang xuống đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hên chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là anh chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là chỉ có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tăng cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố, tân xa lìa mộng tưởng đạo điên. Tâm không rộn lao tu duyên, niên bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhà đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là hơn, pháp môn tôi thân cõi chân mau về. Thì thần chú linh tri đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thịnh thịnh oai thần. Trừ tâm cá nguyên nhân cán khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sơn. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thầm chú chân như thuyết rằng. Yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Ca lệ ta bà nam mô a di
Tỳ A Di Đà Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đà Tỳ Ca Nam Đàm Dạ Di Đà Dạ Dạ Na Chi Na Ca Lê Ta bảo ngài vô tận ý Bồ Tát Thiện Nam Tự, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Do vì thân ngoài thân của Bồ Tát này vậy, nếu vì nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tiền can thứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư mà nào sáng ngô hộ phánh trăng châu vào trong biển lớn. Và sự gió bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tắm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người đó đều đang qua coi làng quỷ là sáng do nhân tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại sinh danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời giao gây
cầm liên gãy từng cung mà đặng khóa khỏi nếu quy giả khóa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người chứng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời can quỷ dữ đó còn không có thế dùng mà mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội hoặc không tội không cần tiền kinh trói buộc nơi thân chứng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thầy đều đứng ra liền đằng thoát khỏi nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ rằng không phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh nếu các ông xưng danh hiệu ngài tài thế đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát vì từng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có chứng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục nghèo người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân hơn nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có những chứng ngoài tầng rộng lớn nhiều sự nơi in như thế. Cho nên chúng sanh thường phải mong lòng thường nhớ đến ngài nếu có người nữ già trở muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền chẳng con trai phương đừng trì huệ. Già trở muốn cầu con gái mẹ tránh con gái cô tướng xinh đẹp chớ đa trong còi buông đứng mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có chứng hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người tỏ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cũng dương đồ ăn uống y cũng dường nằm của phan y ông nghĩ sao. Công năng của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận này thưa bạch Thế Tôn rất nhiều phần dạy nếu lại có người tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận vô tận ý tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phương ưng lời ích như thế ngài vô tận ý Bồ Tát
Phật rằng Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nói pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đang đồ qua thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phần, vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đang đồ qua Bồ Tát liền hiện thân duyên giác, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn. Đang đồ qua Bồ Tát liền hiện thân thanh văn, vì đó nói Phạm Vương. Đăng Đổ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Phạm Vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Đế Thân. Đăng Đổ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Đế Thích, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Tư Tài Thiên. Đăng Đổ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Tư Tài Thiên, dùng thân Tỳ Xá Môn. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Xá Môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Tiểu Vương. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Trương Gia. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Trương Gia, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Cư Sĩ. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Cư Sĩ, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Tế Quan. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Tế Quan, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Vô Lượng Của Trưởng Giả Cư Sĩ Tế Quan Bà La Môn. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Phụ Nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Đồng Nam Đồng Nữ. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Trời Rồng Giả Xoa Càng Thắng Bà A Tu La Ca Lầu La Thân Na La Ma Hồ La Già Nhân Cùng Phi Nhân. Đằng Đổ Thoa Bồ Tát liền đều hiện thân Ma, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Thần Chấm Kim Cang. Đằng Đờ Thoa Bồ Tát liền hiện thân Thần Chấm Kim Cang, vì đó nói pháp Vô Tận Y Quang Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình vào đi trong ca cõi nương để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng cấm xa sanh, hãy ban cho sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thế Vô Ý. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bằng phần đằng Thế Tôn Con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị ra
trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuỗi ngọc trăng bao pháp thế này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài về thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này, bây giờ phẩm bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trời rồng và cho càng tham bà cô la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó trong thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thế chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó phần một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lúc đó Ngài vô thần ý Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng: Phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt, nói kề đạt vô tận ông nghe hành Quán Âm theo ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bàn. Hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay gì khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài chỗ lớn hầm lửa lớn do chân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do chân niệm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đắm ngập ở chốn tu di bị người châu rơi xuống do chân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang bị người giữ được ra khuôn núi kim can do chân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gặp oán tận vây đều cầm nhau làm hài do chân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chén do chân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm do chân niệm Quán Âm tháo ra đàn hoa khói nguyện lụa cán cuốn độc muôn hài đến thân đó do chân niệm Quán Âm trở hài nơi bổn nhớ hoàng gặp la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do chân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thu giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ do chân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do chân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đánh tuôn da xôi mưa lớn do chân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tầm Quán Âm xứng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ thương thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh sa
thanh và bình chánh có lần đều kiến dân an trường quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân huệ nhận phá cán tối hay phùng tai gió lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ diệu đường mây khối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua cho quan trong quân trận sẽ thành cho dân niềm quan âm cửu oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi quán âm bừng tình thánh nơi cổ nào nàng chán hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mong lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên bây giờ ai trì địa bồ tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến chưa bánh vẫn rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm bồ tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng yếm lúc phần ngôi phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quán thế âm bồ tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà Nam mô Trụ Ta Bảo.
Nam mô Hằng Tà Ma Trời Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Mà Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Mà Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam mô Chú Dạ Quần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệt Tam Đồ. Nam mô Vọng Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh. Nam mô Tiền Trạng Phan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Bằng Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biên Thông Khổ Hại Phím Từ Phong Ma Phổ Tế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Quyết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thinh Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trăng Lào Lào Bốn Thánh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lành Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi Trái Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công Thành Quà Chứng Có Bày Đính Đang Hàng Bồ Tát vào trí huệ mới thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tâm cả không chi khổ ấp trong thực tâm hiện cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sanh kia thọ tưởng hành thân phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tòa sắc tương nhân ông tạm đó cao pháp kia tưởng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng thanh cơ ấy lên cõi trên không giới thế nào là vô ngại thường chân vốn không ngủ quần âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đài đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là anh chết già sao tứ đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhị không vần lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi cũng bố tân xa lìa mộng tưởng đạo điên tâm không rộn ráo tu duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bát nhã đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thân cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lực thì thần chú bừng quang minh ấy chúa tôi thường oai linh ấy chúa vô đẳng thịnh thịnh oai thần trừ tăng cá nguyên nhân cán khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chúa chân như thuyết rằng ấy Bồ Đề Tát.
và na điền và tha. A di đà đô bà thì a di đà đa tấn nam bà thì a di đà đa thì ca lan đề a di đà đa thì ca lan đa và di đà và ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già ya tha ya na ya na điền ya tha di đà đô bà thì a di đà đa tấn nam bà thì đừng quán âm ngoài thần lòng lòng má khắp thế gian đều rộng danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền quá bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quán thế âm cứu khổ độ sanh khói ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếm ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù diệu âm chi thơ cũng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao trọn hồn nhà đường vào cánh phong lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lầm mồ đạo quyết thì đi tu tròn chín năm chân từ hao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích băng thành Việt Nam một cảnh tiên mày làm che phủ có cam tuyền thành nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo hầu dưới bể ngọc chia nhau sớm tối chào hải bên không lỗi đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng quán thế âm danh là tự tài khắp tam thiên qua lại dạo chơi từ bi ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiền thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốt ráo chuyên tâm về chánh đạo độ tham biển nam hải núi Bồ Đà trong một phẩm phố môn thì hiện đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài oai thần linh hiển không hai tầm kinh cơ có chân này công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng đổ cho hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu
trong đường chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đấng Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này một lòng ngưỡng mộ câu ngài đó cho trong khổ hải đò từ vấn đời với chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng khen báo đài vàng à Di Đà Tho kia rỡ ràng thảnh thơi, từ bi cứu khổ độ đời tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đề dùng lâm con sẽ trôi mở tướng bao la vũ trụ, bởi lùng dùng lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối với bài tố rõ nguyện tội từ nay dứt bỏ, ra khỏi lầm mê. Trương đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý Tam Bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tân cùng gông rễ vô minh. Khi phàm phu tử lực khó thành cầu đại gia từ bi nhà hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ gia giá tha biên mạng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành hạ vô biên thân phước giai hồi hướng vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, công phán vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tan chương trừ phiền nào, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô nguyện tội chương tâm tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo, nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm niên hoa vi vô màu Bồ Tát Vi Bằng Lữ, nguyện vì thứ công đức phổ cầm tư nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo tự quy Phật.
lòng vô thông ly đại chúng thanh thản.